Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, xin được chuyển đến những thông tin mới nhất về cơn bão số 3. Hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 12 km một giờ. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam Trung Quốc, cách Quảng Ninh khoảng 450 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km một giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên đất liền ven bờ từ Quảng Ninh đến Nam Định. Cường độ bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Không chỉ gây thời tiết xấu trên các vùng biển ngoài khơi mà ngay cả vùng ven biển cũng bị tác động. Dự báo từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh dần lên mức cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 11. Cũng từ gần sáng ngày 7 tháng 9, vùng ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa sóng cao từ 2 đến 3 mét, sau tăng lên 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Quay trở lại với thời tiết trên khu vực đất liền, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày thời tiết oi nóng với nhiệt độ trưa chiều mai vẫn lên cao từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Với các tỉnh thành miền Trung, khu vực này sẽ chuyển mây nhiều hơn, có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Còn trong ngày ở đây vẫn có nắng xen kẽ có lúc nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này dao động từ 33 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng với nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm theo dông mạnh. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng Tây Nguyên dao động từ 27 đến 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ cũng từ khoảng 29 đến 32 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.